Mình chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn. Đó thì hôm nay mình với lại em bé nhà mình với nhóc mình đi vòng vòng mấy khu công viên nữa bạn. Hóng gió với dạo mát rồi chơi bạn. Thì mình nghe láng thang ở bên kia nó có tiếng dế gáy ha. Đó thì mình hôm nay mình nghe tiếng dế gáy thì mình mà chỗ mình hết mùa dế các bạn. Đó nhưng mà hôm nay thì lại tao nghe tiếng cái dế gáy ha. Máu dế mình nó nổi lên. Chịu không nổi bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ đi vô chỗ đó ha. Mình lần mình bắt dế nha bạn ha. Mình để em bé nó ở ngoài với thằng nhóc. Mình sẽ lần vô mình bắt ha. Bắt con dế nó đang gáy. Đó như mình nghe đâu một hai con nó gáy bạn, nó không nhiều ha. Đó nhưng mà lâu quá rồi mình không có nghe được tiếng dế gáy mà không có đi bắt dế á. Đó thì cũng khá là khó chịu ha. Hôm nay thì lỡ nghe được tiếng dế gáy thì phải nhào vô thôi các bạn ơi, chứ chịu không nổi. Đó thì bây giờ mình sẽ đi vô đó ha, mình tìm mấy con dế mình bắt rồi mình quay cho bạn xem ha, để thằng nhóc mình với con bé ở ngoài ha. Nó nhỏ nó không được vô trong mấy cái cỏ mà nguy hiểm nha. Đó thì bây giờ mình sẽ đi vô đó mình dạch ra mình tìm. Bây giờ mình lần theo mấy con dế nó gáy á, mình bắt mình quay cho bạn xem nha. Rồi giờ mình đầu mình đi vô nha các bạn ha. Hồi nãy mình nghe đó, nghe đây có con nó gáy nữa các bạn. Mình đi tới đây này mất dấu rồi. Đó, mình đang đi chơi mình gà, nghe dế gáy luôn các bạn ơi. Ở đây mình lấy nét chỗ này gõ gõ xíu nha các bạn. Đó, nghe đâu vòng vòng trong đây nha các bạn. Để mình tìm nha. Đây đây đây, con dế nè bạn ơi, dế nè, dế nè. Đây nè bạn ơi, mình thấy con dế luôn rồi nè. Đó, bạn thấy con dế không? Nè. Đó, con dế than các bạn. Để mình bắt luôn nha các bạn. Chỗ này hơi tối. Bắt luôn, bắt luôn con dế. Ủa ơi, lâu lắm mình mới thấy được con dế nha các bạn. Đây, lâu quá không bắt dế hơi rung tay nha các bạn. Đây con dế than quá đã luôn nha các bạn, dế than nha. Biết còn con nào không, nãy mình nghe giống nó đang bắt cặp các bạn, không có dế mái không. Để mình tìm coi, tìm 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 cầm băng dế coi. Rồi có dế mái không nha các bạn, nghe giống nó bắt cặp đó các bạn. Con gáy 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 biết có dế mái không. Hồi đảo các bạn ơi, mình đang đi chơi mình nghe dế gáy luôn. Ê, một con dế than quá đã luôn bạn ơi, lâu lắm rồi mới thấy thấy có dế trở lại, mừng quá bạn. Này, tối hồi tối luôn bạn, ban đêm luôn nha. Ôi, không có dế máy bạn ơi, chắc nó gáy, nó để kêu kêu gọi máy hay sao đó. Để mình đi ra mình kiếm cái hũ mình bỏ con dế vô mình quay tiếp cho bạn xem nữa nha. Rồi các bạn ơi, mình mới giờ lụm được cái ly trà sữa nè của con bé mình nó uống nè. Rồi bỏ xuống đi, tin bỏ xuống đi. Đó, dế than bạn, đã rồi chứ các bạn. Rồi. Lâu lắm rồi mình mới nghe được tiếng dế gáy, mình mới lần theo các bạn. Đây. Đó. À quá bạn ơi, bỏ miếng cỏ vô đây nè, dưới than nè bạn. Đem lấy gõ gõ cho bạn dễ xem nha. Rồi đây bạn. Đó nè, chỗ mình hết mùa dế các bạn nên là tự nhiên sau đi đi chơi vòng vòng mấy công viên là mình nghe. Mình nghe nó gáy từ xa luôn các bạn. Đó mình mới đi theo từ 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 lần tới nè các bạn. Đây nè, một con dế than nè. Đó, mình ngáy mình nghe mình tưởng đâu nó đang gáy nó bắt cặp nha, đâu không phải. Nó đang nó gáy nó để kêu mấy con dế mái các bạn. Nhưng mà mùa này không phải mùa dế nên không có dế mái. Đó bạn thấy không? Dế than nè. Rồi để mình đi thử đi vòng 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 xíu nữa coi có nữa không ha. Rồi mình bắt mình quay tiếp cho bạn xem nữa ha. Đi chơi đang tương tự đi đi chơi này có dế ha bạn ha. Rồi giờ mình sẽ đi vòng vòng thử coi nha. Có một con đang gáy nha các bạn, đang đi từ từ tới nha. Chỗ này hơi tối đó, đó như mình thấy con dế từ xa đó các bạn. Đây nè các bạn thấy chấm đen đen không? Đó đó đó, đang gáy luôn nè bạn nè. Đó đó, có chấm đen đen nha bạn. Đó bạn thấy không? Đó, nó đang gáy kìa. Y gọi nó chui vô hang rồi bạn ơi. Chui vô hang rồi. Đây nè, hang của nó nè. Y qua, màn mình bị chóa rồi. Đó, nó chui vô hang nữa bạn. Bắt thôi. Quà cái hang sâu quá các bạn ơi. Hang sâu quá.
Đây, sâu quá các bạn ơi. Nay mình đi chơi mình không có đem theo đồ đào. Chết rồi, mất dấu rồi các bạn ơi. Uổng ghê. Không có đâu biết cái đồ đào, mất dấu rồi. Bây giờ mũi cắn. Mũi cắn các bạn ơi. Dế này ban ngày gặp ban ngày là xong với mình nè. Còn đêm gặp đi chơi nữa. Đi chơi nghe dế gái. Cái máu dế nổi lên các bạn ơi. Không bỏ được. Chui đâu mất tiêu rồi. Mình móc móc mình sợ trúng nó các bạn ơi. Đất cũng hơi cứng. Mấy tay móc nãy giờ. Dạ con gì nó chui vô cái lỗ tai mình. Con này nó chui sâu quá rồi các bạn ơi. Sợ mất dấu quá. Qua wow, mất dấu rồi bạn ơi. Chui quá. Ồ, lâu lắm mới thấy được con dế. Này thấy rõ ràng không hả bạn ha? Chui vô hang à. Hang mất dấu rồi. Mất dấu rồi các bạn ơi. Con hồi nãy dễ. Con nãy không có hang. Chụp nó dễ, con này có hang bắt không được. Mất dấu hang luôn các bạn ơi. Thôi mất dấu các bạn ơi. Mất tiêu rồi. Chứ nó chui ngách nào rồi. Thôi mình đi đi tìm tiếp nha, có đâu mình quay cho các bạn xem nha. Ở đây con còn nó mới gáy nè các bạn. Ờ nó ngừng gáy. Để mình tìm thử rồi nha các bạn. Đây cỏ ở đây hơi dày nha. Bị có hang không nha các bạn. Quả cái máy mình sao nó chó hoài ta. Dạch cho luôn nha bạn. Ơi cỏ dày quá. Quà wow, có cái hang rồi bạn ơi. Đây nè hang nè. Quà wow, cái hang sâu quá trời sâu luôn bạn. Đây nè. Ui thua rồi. Hang này tao đào. Hang này có nước rồi, thấy nó chụp đại rồi các bạn ơi, sâu quá mình không đem theo đều đạo các bạn ơi. Tiếc ghê luôn nè các bạn. Nè, hang sâu ghê chưa? Ồ. Nè xảy thêm con nữa rồi các bạn ơi, mình không có đào hang này nha, hang này sâu lắm. Sâu hổm mà. Các bạn thấy không? Nè. Quay cho bạn xem cái hang thôi nè. Đó. Quá trời sâu. Ghê chưa các bạn, hang sâu ghê chưa? Thôi, mình đi tìm chỗ khác mình quay cho các bạn xem nha. Đó các bạn ơi, tình hình là hết nghe dế gáy các bạn ơi, với lại mình đi tay không mình bắt không có được các bạn. Nó khó bắt quá, đây giờ chủ yếu là mình đi chơi thôi, mình đi nhóc mình với con bé nhà mình đi không gió rồi chơi đó các bạn. Đó, nhưng mà mình chỉ bắt được có một con duy nhất thôi. Hai con kia thì bị sổng rồi. À, khá là tiếc luôn nha các bạn ha, do mình đi chơi mình không có đem theo đồ nghề để mình bắt các bạn. Đó thì nên bắt không được, nó chui vô hang cũng khó bắt quá. Đó. Với lại chỗ tối thì cũng hơi khá là nguy hiểm nên mình cũng cố gắng để mình vô mình bắt dế để mình quay cho bạn xem. À nghe bây giờ mình nghe tiếng dế gáy mình chịu không nổi bạn ơi, máu dế nó nổi lên là mình phải vô mình bắt liền à. Với lại chỗ mình hết mùa dế rồi đó, cũng bắt được một con ha, về mình nghe gáy đồ chơi đó. Thì bây giờ mình sẽ quay con dế cho bạn xem nha, bạn chờ mình xíu để mình quay cái camera ra mình quay con dế cho bạn xem nha. Rồi đấy bạn ơi, ở đây con dế than nha các bạn đó, cũng khá là đẹp ha. Đó thì con cái như một cái râu ngắn râu dài các bạn ơi. Đó khá đã luôn nha bạn ha. Đó, chỗ mình hết mùa dế rồi
đó. Thì mấy lần mình cũng đi với bạn đó nhưng mà mình không có bắt được ha, do không có mồi dế nên mồi dế gáy. Nhưng mà tự nhiên sau nay mình đi vào ban đêm á, mình đi chơi, mình đi dạo nhà dạo mát nè đó, thì mình thấy mình nghe dế gáy thì mình vô tình mình lần như mình bắt được nè đó. Nhưng mà mình không có đem theo cái dụng cụ để mình đào hang, mấy dế nó chui vô hang thì ban đêm nó cũng khó thấy đường các bạn đó, mình bắt không được. Hai con kia bị sổng hết hai con rồi đó, bắt được có một con thôi đó. Mình về mình sẽ làm cái kế hoạch mình nuôi, mình nghe gáy rồi chơi cho đỡ ghiền nha các bạn ha. Đó, không phải mùi dế nhưng mà nghe tiếng dế gáy cũng khá là đỡ ghiền nha các bạn. Đó, đây dế than nè bạn. Đó thôi, chỗ này người ta đang chỗ cái công viên người ta đang mở nhạc cái bản quyền á. Thôi mình xin kết thúc video đây nha các bạn ha. Mình cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Các bạn coi video này thấy hay thì các bạn cho mình một like nha, và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.